đón xem Ngọc Trâm và những khách mời trong chương trình Trước giờ bóng lăn. Quý vị nhớ đón xem phần bình luận Trước giờ bóng lăn. Mời quý vị đón xem bình luận Trước giờ bóng lăn. Mời quý vị cùng đón xem bình luận Trước giờ bóng lăn. PT Casa, Tùng Vàng Luxury, HT86 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Trước giờ bóng lăn. Và ngày hôm nay đến với trường quay, chúng ta rất vinh dự được mời diễn viên Sĩ Tự, diễn viên Thảo Anna, diễn viên biên kịch Nguyễn Đỗ Tùng Dương và diễn viên Thanh Hà. Rất cảm ơn bốn vị khách mời đã đến trường quay ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng bình luận trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp UAE. Trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhắc tới rất nhiều các cái tên mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng. Và trước trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta rất mong chờ huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng một lối đá như thế nào. Và anh Tùng Dương hôm trước cũng đã nhận định một trận đấu rất là hay của huấn luyện viên Park, đúng không ạ? Và ngày hôm nay quay trở lại trường quay thì anh Tùng Dương nghĩ như thế nào về cái lối đá của đội tuyển Việt Nam trước một đối thủ rất là mạnh là UAE ngày hôm nay ạ? Vâng, theo tôi thì lối đá của đội tuyển Việt Nam trước UAE thì chúng ta tất nhiên là sẽ không thể có lối đá tấn công áp đặt được. Thứ nhất là vì đội tuyển UAE hiện nay thì là cái lực lượng của họ thì cũng rất là mạnh. Và thứ hai nữa là họ cần điểm hơn chúng ta. Họ cần điểm hơn chúng ta, cho nên là chúng ta sẽ đá theo cái lối đá phòng ngự phản công. Tôi cho rằng là thầy Park sẽ sử dụng sơ đồ 3-5-2 bình thường. Bởi vì khi mà UAE tấn công áp đặt thì đương nhiên là hai hậu vệ cánh mà có khả năng tấn công tốt của chúng ta, có thể là Văn Thanh ở bên cánh phải, có thể là Nguyễn Phong Hồng Duy bên cánh trái, và cũng không lại trừ khả năng là trận này sẽ tung vào Văn Hậu với cái thể lực sung mãn và đã hồi phục chấn thương vào trận này. Thì vấn đề là lên tấn công nhiều hay là ở nhà hậu thuẫn cho bộ ba trung vệ thì chúng ta cũng phải phụ thuộc vào cái cách của UAE tấn công. Họ tấn công áp đặt ngay từ đầu hay là họ đá cầm chừng để xem xét cái cách đá của Việt Nam như thế nào. Đó, thì tôi cho rằng là thầy Park sẽ cân nhắc, và với cái tính cẩn thận và tỉ mỉ của thầy Park thì thầy sẽ lựa chọn ra một cái đội hình tương đối là phù hợp với cả cái những con người thực tế của UAE, và những cái chiến thuật của thầy Park đưa ra nó cũng sẽ hợp lý ở theo từng thời điểm. Có thể là lúc đầu thì một sơ đồ khác, và khi mà trong quá trình 10-15 phút đầu thì thầy Park sẽ phải xoay chuyển tình thế theo cái cách đá của UAE. Mà thầy Park là rất là giỏi trong cái vấn đề sử dụng chiến thuật thay đổi theo từng giờ. Theo anh Tùng Dương thì đến với trận đấu UAE thì khó khăn lớn nhất của thầy Park trong trận đấu này là gì ạ? Khó khăn lớn nhất theo tôi là cái kỹ thuật và thể hình của đội UAE cũng nó cũng vượt trội so với hai đội mà chúng ta đã gặp. Phải thừa nhận một điều rằng là những đội bóng Tây Á thì họ có kỹ thuật, họ có chiến thuật, họ có cái bản lĩnh thi đấu tốt hơn rất nhiều so với cả những đội bóng còn lại ở trong cái bảng này. Như chúng ta biết là Indonesia hay là Malaysia là những đội bóng Đông Nam Á. Thứ nhất là về bản lĩnh thi đấu, rồi kinh nghiệm thi đấu quốc tế thì không thể bằng được các đội Tây Á. Đội UAE là đã từng có những giải tham dự World Cup rồi, bản lĩnh thi đấu của họ rất là tốt. Thứ hai nữa là họ đá trên sân nhà của họ thì cái lối đá của họ sẽ áp đặt, và có thể là họ sẽ áp đặt được. Và đôi khi chúng ta sẽ phải chấp nhận đá lùi, chúng ta phải đá biết mình biết người. Đó, thì được cái đó cũng tạo một áp lực của chúng ta. Khi chúng ta bị tấn công thì chúng ta, với cái áp lực tấn công của chúng ta chịu được bao nhiêu lâu và chúng ta thay đổi như thế nào. Thì tôi cho rằng là vẫn sử dụng các sơ đồ chiến thuật quen thuộc thôi, và có thể rằng là sử dụng cái tốc độ của cầu thủ như Văn Toàn hay là Phan Minh Đức, cùng với sự sắc bén của mũi nhọn chủ lực là Tiến Linh, thì chúng ta có thể có những cái lóe sáng vào những thời điểm quan trọng để ghi bàn, để thay đổi cục diện. Tôi xin cắt lời anh Tùng Dương một chút, là bởi vì thực ra mà nói thì cái đội tuyển UAE, tất cả những cái cầu thủ của xứ Tây Á, của vùng Tây Á thì bao giờ họ cũng có một cái thể lực. Cái vấn đề mà như vừa rồi Trâm vừa hỏi anh Tùng Dương là khó khăn nào, thì tôi nghĩ cái khó khăn lớn nhất đấy chính là vấn đề thể lực và thời tiết. Thì hiện tại các cầu thủ của mình đã bắt đầu thích ứng, nhưng so với con người Tây Á thì chúng ta vẫn có thể hình kém hơn họ, và thể lực và thể hình của họ đều tốt hơn mình. Nhưng có một cái mà tôi tự tin là các
cái trận của Việt Nam với lại UAE này thì chúng ta sẽ có một cái thế trận tốt. Bởi vì sao? Các cầu thủ Tây Á tuy là những ông kẹ lớn ở khu vực châu Á, có phải nói là hàng đầu châu lực, nhưng họ là đối thủ ưa thích của thầy Park. Thế chúng ta có thể thấy là rất nhiều trận đấu chúng ta đối đầu với các cầu thủ Tây Á, chúng ta có một cái kết quả rất là khả quan, rất tốt. Bởi vì UAE đã những năm gần đây khi gặp chúng ta, họ cũng không có được kết quả cuối cùng, kết quả tốt, chiến thắng thì họ không giành được. Có vẻ như là anh Sĩ Tự nghiên cứu rất là kỹ đối thủ của chúng ta đúng không ạ? Vậy thì anh Sĩ Tự nghĩ sao về cái chiến thuật trong trận ra quân của ngài Park với cả UAE trong trận đấu sắp tới? Tôi nghĩ là UAE là một trong những đội họ rất là cần điểm, họ khát điểm. Có thể là họ có chiến thắng dễ dàng với các đội này hoặc đội kia, nhưng để họ vào sâu trong vòng cuối cùng thì họ bắt buộc phải thắng đội tuyển Việt Nam. Bởi vì trận lượt đi giữa ta và họ thì họ đã thua với tỷ số 1-0 rồi. Chính vì thế mà họ thì họ cần một kết quả chiến thắng, còn chúng ta thì cần một kết quả hòa. Ít nhất là hòa. Chúng ta cần hòa là chúng ta đã có cơ hội. Nhắc lại một chút về lượt đi của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển UAE thì chúng ta đã có một chiến thắng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nhớ lại rằng là đá suốt hiệp 1 và 45 phút hiệp 2, chúng ta đã đá họ hơn người. Họ đã bị một cầu thủ của UAE đã bị một thẻ đỏ trong hiệp 1. Xuyên suốt hiệp 2 chúng ta hơn họ một người và chúng ta đã có một bàn thắng. Đội UAE đã rất là cố gắng, tuy nhiên thì không thể có một bàn gỡ hòa. Và ngày hôm nay tôi nghĩ rằng huấn luyện viên của đội tuyển UAE sẽ rất là mong muốn rằng họ sẽ phục thù đội tuyển Việt Nam. Và họ sẽ đá như thế nào? Họ sẽ đá tấn công ngay từ những phút đầu tiên, và huấn luyện viên Park sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật như thế nào? Anh Sĩ Tự nghĩ sao về trận đấu ngày hôm nay? Tôi nghĩ là chắc chắn đội tuyển Việt Nam khi mà đá với những cầu thủ có trình độ, có thể lực, có thể hình thì đương nhiên chúng ta sẽ phải dựa vào nền tảng của hàng phòng ngự, bao giờ cũng là như thế. Thế cho nên là trước hàng phòng ngự thì thế nào ông Park cũng sẽ để cho những cầu thủ như là Tuấn Anh hoặc là những cầu thủ thiên về phòng ngự nhiều để giảm tải cho hàng phòng ngự của chúng ta. Đấy, thì tôi nghĩ là cũng có thể là vẫn như anh Tùng Dương nói là sẽ sử dụng chiến thuật quen thuộc là phòng ngự phản công. Nhưng nói gì thì nói, trận này có thành công hay không là chúng ta sẽ phụ thuộc hàng phòng ngự. Hàng phòng ngự, vâng. Thì chúng ta lượt đi chúng ta đã thắng UAE 1-0. Trận đấu ngày hôm đó thì Tuấn Anh thi đấu rất là tốt. Bên cạnh Tuấn Anh, một Hùng Dũng rất là khỏe. Tuy nhiên trận đấu ngày hôm nay thì Hùng Dũng đã gặp phải chấn thương, không thể thi đấu dưới màu cờ sắc áo. Anh Tùng Dương nghĩ sao? Và ai sẽ là cầu thủ thay thế cho vị trí của Hùng Dũng? Và ngài Park sẽ có sử dụng Công Phượng hay không? Và Đoàn Văn Hậu, rất nhiều các cầu thủ sau một quãng thời gian bị chấn thương, ngài Park rất tin tưởng, và ngày hôm nay thì họ sẽ thể hiện như thế nào? Theo tôi đánh giá thì khả năng hôm nay thầy Park sẽ sử dụng Đoàn Văn Hậu. Thứ nhất là qua một cái thời gian như thế thì Đoàn Văn Hậu cũng đã có cái thời gian để hồi phục chấn thương và trở lại với phong độ tốt. Thứ hai nữa là cái chiều cao của Đoàn Văn Hậu 1m87 thì nó rất phù hợp với cả những tiền vệ cao to của UAE. Bên cạnh đó thì Hoàng Văn Hậu là người phát động tấn công rất tốt, thậm chí cậu còn có thể dứt điểm được, và có những cú bàn thắng dứt điểm từ ngoài vòng cấm, gây đột biến rất cái tính đột biến rất là cao. Do đó thì tôi đánh giá rằng là trận này khả năng rất cao là thầy Park sẽ sử dụng Đoàn Văn Hậu. Anh có thể kể ra ba cái tên mà huấn luyện viên Park có thể sử dụng trong trận đấu này không ạ? Tôi vẫn cho rằng là thầy Park sẽ sử dụng bộ ba trung vệ là sẽ sử dụng Quế Ngọc Hải ở giữa, Quế Ngọc Hải, Hùng Đỗ Duy Mạnh ở lệch phải, và bên trái thì sẽ là Bùi Tiến Dũng. Cả ba trung vệ này thì đều có khả năng phát động tấn công tốt, nhất là Quế Ngọc Hải. Chúng ta biết là thời gian gần đây trong màu áo của đội tuyển Viettel thì Quế Ngọc Hải có những cú truyền dài rất tốt để cho đồng đội ghi bàn. Bản thân Bùi Tiến Dũng cũng vậy. Bùi Tiến Dũng là người có chiều cao không phải thực sự là rất là lý tưởng, nhưng anh ấy có những cái pha đánh đầu mà anh ấy bật cao còn hơn cả hậu vệ đối phương. Duy Mạnh thì sau quãng thời gian bị chấn thương thì Duy Mạnh thì cái khả năng phát động tấn công của Duy Mạnh sau thời gian chấn thương tôi thấy chưa được tốt lắm. Và cái theo tôi đánh giá của cá nhân tôi thì Duy Mạnh sau cái thời gian chấn thương thì anh ấy chưa thực sự trở lại được 100% phong độ. Tuy nhiên anh cũng rất là tròn vai trong cái vị trí của mình, và do đó thì tôi cho rằng là với cái thời điểm này và với cái trận đấu cụ thể này thì thầy Park vẫn sẽ sử dụng bộ ba trung vệ là Quế Ngọc Hải,
Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng thôi. Chúng ta nhắc thêm về vị trí tiền vệ. Bên cạnh Tuấn Anh, một cầu thủ có đôi chân pha lê, thi đấu rất là xuất sắc với những đường tỉa bóng, truyền bóng cho tuyến trên rất là nhạy bén, thì anh nghĩ sao với một vị trí để lại của Hùng Dũng? Ai sẽ là người thay thế cho Hùng Dũng để đá thăng hoa bên cạnh Tuấn Anh? Tôi cho rằng là trong cái thời điểm bây giờ thì Minh Vương sẽ là một lựa chọn tốt cho thầy Park trong cái trận đấu cụ thể với UAE này. Có thể thì thầy Park sẽ sử dụng Đức Huy nếu như cái cục diện trận đấu chúng ta đã có một cái lợi thế nào đó và cần phải củng cố cái sự chắc chắn ở tuyến phòng ngự. Nhưng tôi cho rằng thời gian đầu trận đấu thì thầy Park sẽ sử dụng Minh Vương. Còn anh Sĩ Tự nghĩ sao? Tôi thì tôi không tán thành lắm với lại cả cái nhận định của anh Tùng Dương. Tôi thấy anh Sĩ Tự rất là muốn phản bác cái ý kiến của anh Tùng Dương. Đúng đấy. Là trong đầu anh Sĩ Tự đã nghĩ ra một cái tên khác và không, thực ra thì này, trước đây thì khi Đỗ Hùng Dũng bị chấn thương thì báo chí cũng như giới chuyên môn, nhất là giới chuyên môn, có nhận định là tiền vệ Cao Văn Triền sẽ là người thay thế xứng đáng cho Hùng Dũng. Tuy nhiên thì như ban nãy Trâm có hỏi là Cao Văn Triền đã bị loại và lý do tại sao, thì mình có thể hiểu một cái như này: Hùng Dũng là một mẫu tiền vệ con thoi, anh ấy rất đa di năng, anh ấy có thể vừa phòng ngự vừa phản công rất là tốt. Thế nhưng tuy nhiên thì Cao Văn Triền thì lại chỉ là một tiền vệ phòng ngự đơn thuần. Chính vì thế mà thầy Park sẽ sử dụng những cầu thủ đa năng hơn một chút và cũng hiểu cái sơ đồ chiến thuật của thầy Park nhiều hơn. Thế thì dựa vào hai tiêu chí trên thì Cao Văn Triền đợt vừa rồi đương nhiên là bị loại, bởi vì vị trí đá của Cao Văn Triền đơn giản chỉ là phòng ngự, còn anh ấy không thể có những cái đường phát động tấn công tốt. Đấy. Thế trong khi đấy thì Minh Vương lại có thể làm tốt ở vị trí này, nhưng mà Minh Vương lại thiên về tấn công nhiều hơn. Đấy, theo tôi thì nghĩ thế. Anh Tùng Dương ạ, em có cảm nhận là Minh Vương thiên về tấn công hơn. Chính vì thế mà ở trận này để phòng ngự tốt thì em nghĩ là thầy Park sẽ sử dụng Đức Huy, mặc dù là trong màu áo của đội tuyển Hà Nội hiện tại thì Đức Huy không cạnh tranh được với các lứa đàn anh. Đấy, bởi vì là chúng ta có thể thấy là ở đội hình câu lạc bộ Hà Nội thì có rất nhiều các cầu thủ giỏi. Cho nên em nghĩ là Đức Huy chưa cạnh tranh được thôi. Tôi rất tán thành với ý kiến của anh Sĩ Tự, vì chúng ta thi đấu với UAE một đội bóng rất là khỏe, thể hình tốt, sức khỏe tốt, thì chúng ta cần một cầu thủ cũng phải khỏe, có khả năng phòng ngự, có khả năng tấn công. Và tôi cũng tin rằng là huấn luyện viên Park cũng hiểu vấn đề đấy, và trong đội hình của chúng ta thì tôi nghĩ Đức Huy rất khỏe, phù hợp, nhưng mà chúng ta cũng thực ra cũng không thể đoán được. Thực ra mà nói thì luôn gây cái sự bất ngờ. Vâng, tôi cũng định nói gì đó, tức là với những cái cách dùng người của thầy Park, chúng ta khó có thể đoán biết được thầy sẽ sử dụng con người như thế nào. Vâng. Đương nhiên thì với cái suy nghĩ thông thường thì khi đối mặt UAE, một đội bóng mà có kỹ năng và có thể hình lý tưởng như vậy, thì chúng ta sẽ sử dụng những con người có cái sức khỏe tốt như Đức Huy, rồi sức độ càn lướt, rồi được quét rất tốt. Tuy nhiên thì cũng có thể thấy Park thấy sử dụng những cái biện pháp nó không như chúng ta nghĩ. Đúng rồi. Đó. Vì chúng ta dưới thời đội tuyển Việt Nam dưới thầy Park, chúng ta không thể đoán trước rất được. Khó đoán. Trước mỗi trận đấu có thể là mọi người vẫn nghĩ rằng là thầy sẽ cho đá 3-4-2 hay là 4-4-2 hay 3-5-2. Tuy nhiên thì vào sân, đến khi vào sân, các cầu thủ vào sân thì chúng ta mới biết rằng ngày hôm nay thầy Park sử dụng sơ đồ chiến thuật nào. Với lại cả cái thứ hai nữa là chúng ta đoán như thế, nhưng mà thầy Park có thể sử dụng tùy vào từng thời điểm của trận đấu. Như anh Dương có nói là sẽ tùy vào thời điểm thì thầy Park sẽ sử dụng ai. Đấy. Cho nên khó đoán là ở chỗ đó. Đúng rồi. Trao đổi rất nhiều đến vị trí hậu vệ, vị trí tiền vệ. Cho có thể hỏi một chút là Thảo Anna được không? Cho đội tuyển Việt Nam thì Thảo Anna thích ai nhất? Em thích Tiến Linh. Lý do được không ạ? Vì Tiến Linh sẽ là một tiền đạo rất là khá nguy hiểm ở trong đội tuyển U23 Việt Nam, và bạn ấy có một cái chiều cao và ngoại hình rất là lý tưởng. Trong trận đấu ngày hôm nay thì Tiến Linh với cái lợi thế của mình như vậy, Thảo Anna nghĩ sao về cái cơ hội ghi bàn của mình, và ngày hôm nay thì Tiến Linh có phải vất vả không? Còn trong một trận đấu gặp UAE khỏe, to và cao như thế thì Tiến Linh sẽ hoạt động như thế nào? Đội tuyển của UAE rất là mạnh, cho nên là em nghĩ là hôm nay Tiến Linh sẽ rất là vất vả trong cái việc mà bạn ấy sẽ phải phòng ngự, nên là em nghĩ là Tiến Linh sẽ phải lùi bước nhiều hơn để phòng ngự. Trận đấu ngày hôm nay chắc chắn là Tiến Linh sẽ rất là vất vả. Chính xác. Cũng như Thảo, Anna, còn Thanh Hà em nghĩ sao? Bên cạnh Tiến Linh thì chúng ta cũng nhắc tới rất nhiều đó Công Phượng. Thì Công Phượng sau quãng thời gian lập gia đình thì anh thi đấu rất là thăng hoa và khởi sắc, thì em nghĩ sao về trường hợp ra sân của Công Phượng?
Em thấy là có thể là sau khi mà hôn nhân thì có thể là anh ấy sẽ thăng hoa và anh ấy sẽ phiêu hơn trong từng cái trận đấu của mình. Thì em nghĩ là anh Công Phượng sẽ làm nên chuyện trong trận đấu lần này. Em nhận định tỷ số trận đấu ngày hôm nay sẽ như thế nào? Em đồng quan điểm với anh Dương là hòa và có bàn thắng ạ. Vâng, cảm ơn Thanh Hà. Tiếp nối cái câu hỏi của Trâm thì anh Tùng Dương nghĩ sao? Chúng ta đã nhắc tới rất là nhiều các cái cầu thủ được vào sân, nhắc đến rất nhiều những cầu thủ thay thế cho Hùng Dũng. Và quay trở lại câu hỏi của Trâm là huấn luyện viên Park rất là tin tưởng các cầu thủ đã từng gắn bó với ông trong quãng thời gian ông làm đội tuyển quốc gia Việt Nam, như là Duy Mạnh này, Đình Trọng này, Đoàn Văn Hậu này, và quãng thời gian họ gần đây họ đã hồi phục chấn thương. Thì anh nghĩ sao về cơ hội ra sân của họ và họ sẽ thể hiện như nào? Tôi nghĩ rằng là cơ hội ra sân của Đình Trọng vẫn còn làm khả năng bỏ ngỏ, bởi vì như chúng ta biết rằng sau khi hồi phục chấn thương thì cái phong độ của Đình Trọng chưa thực sự trở lại được 100%. Tất nhiên là anh ấy đá vẫn không tệ và anh ấy vẫn tròn vai. Tuy nhiên thì so với cả phong độ của anh ấy trước khi bị chấn thương thì chúng ta đều biết rằng là anh ấy chưa trở lại được thực sự phong độ. Thì tôi cho rằng là khả năng của Đình Trọng còn là bỏ ngỏ. Tôi vẫn thiên về là Thầy Park sẽ sử dụng Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng và Bùi Tiến Dũng. Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Còn anh Sĩ Tự, anh nghĩ sao ạ? Tôi nghĩ là này, cho dù là Đình Trọng vừa có bình phục chấn thương, nhưng mà em thì lại đoán là Thầy Park sẽ sử dụng vị trí của Bùi Tiến Dũng hay vào đó, đấy chính là Đình Trọng. Bởi vì Đình Trọng từ trước đến giờ đã nổi tiếng là một chuyên gia săn tây. Tại sao? Bởi vì là Đình Trọng luôn luôn kèm những cầu thủ cao to của vượt trội của ở trên sân cỏ V-League, và anh luôn luôn đọc được tình huống, cắt được tình huống bóng trước khi bóng đến với lại cả đối phương. Đấy, anh gần như không cho một giây phút nào để cầu thủ đối phương kịp xử lý bóng cả. Trước đây chúng ta đã thấy là Thầy Park rất tin vào và rất kiên nhẫn chờ đợi vào sự bình phục của Trọng Hoàng, và ông ấy đã chứng minh là ông ấy đã đúng. Chính xác, Trọng đấy. Hoàng. Vậy thì lần này cũng như thế, thì chúng ta hãy tin vào khả năng, chúng ta hãy tin vào sự lựa chọn của ông, bởi vì người chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là huấn luyện viên trưởng. Chính vì thế mà chúng ta nên tôn trọng quyết định của ông, và tôi nghĩ rằng nếu mà được lựa chọn thì tôi đoán là khả năng sẽ là Đình Trọng thay cho Bùi Tiến Dũng. Các cầu thủ đều thi đấu với nhau quãng thời gian rất là dài, và khi Sĩ Tự nhắc tới Đình Trọng thì tự nhiên Trâm lại nghĩ tới một cầu thủ cùng thời điểm với Trâm, cùng lứa với Trâm, đó là không biết là Sĩ Tự và anh Tùng Dương có nhớ cầu thủ Thành Lương không? Lương Dị. Cũng như anh Sĩ Tự vừa nhắc, đó là rất là thích săn tây. Ngày Trâm vẫn nhớ cái thời điểm là Thành Lương thi đấu cùng thời điểm với Trâm mà đá AF Cup tại Việt Nam. Báo giới nhắc nhiều đến Thành Lương vì Thành Lương chỉ cao 1m62 thôi, chỉ 1m60-62 với cái chân trái rất là dị. Đấy, và ngày hôm nay chúng ta lại nhắc đến Đình Trọng và Trâm nhớ lại cái quãng thời gian đấy, và hy vọng rằng Đình Trọng sẽ một màn thể hiện tốt như thế. Chúng ta quay lại trận đấu giữa Việt Nam và UAE, thì nhắc tới UAE thì chúng ta nhắc tới một cầu thủ thi đấu rất ấn tượng trong trận đấu gần đây nhất của UAE, đó là cầu thủ Lima, cầu thủ mang áo số 15 đá hộ công. Anh thi đấu rất là xuất sắc. Vậy thì Sĩ Tự và anh Tùng Dương nghĩ rằng huấn luyện viên Park sẽ có một cái chiến thuật gì, một cầu thủ nào có thể khóa chặt được cái cầu thủ hộ công đấy? Theo tôi thì chúng ta không mạnh về khả năng tranh chấp ở tuyến giữa. Từ các tiền vệ khéo léo như Tuấn Anh, Xuân Trường hay là Minh Vương thì đều không có khả năng tranh chấp tốt. Tuy nhiên cái khả năng kỹ thuật lấy bóng, kỹ thuật thu hồi bóng của chúng ta lại, của các cầu thủ tuyến giữa lại tương đối ổn, cho nên tôi cũng không đáng lo ngại lắm. Không hẳn là cứ phải có những cái tiền vệ ở tuyến giữa thật là càn lướt, quét thật bằng sức, mà chúng ta có những cầu thủ khéo léo. Nhưng chúng ta biết rằng là Tuấn Anh thu hồi bóng rất giỏi, và cậu ấy cũng không phải là một người có quá thể hình, quá lý tưởng. Cũng chúng ta còn biết rằng là Tuấn Anh được mệnh danh là đôi người có đôi chân pha lê đó. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng Thầy Park sẽ biết cách để làm sao để truyền đạt lại được những cái kỹ năng kèm những cái hậu vệ, kèm những cái tiền vệ và tiền đạo khéo léo và có những cái thể hình tốt như là cái Lima.
cầu thủ số 15, cầu thủ mới bổ sung trong giai đoạn lượt về của UAE. Thì anh Sĩ Tự, nãy thì anh Sĩ Tự có nhắc tới Đức Huy. Đấy, thì anh nghĩ sao trong cái trường hợp mà Đức Huy sẽ được vào thi đấu và Đức Huy có thể làm tròn vai và có thể khóa chặt được cái chốt chặn của UAE không ạ? Thực ra thì chúng ta đang nói đến cái khả năng của cầu thủ Lima, mà chúng ta còn chưa nhắc đến cầu thủ Kalini của UAE nữa. Thế cầu thủ ấy cũng là một trong những tiền vệ cực kỳ xuất sắc, cầu thủ 28 tuổi của UAE. Đây là cũng là một trong những ngoại mổ rất là tốt của UAE. Chính vì thế mà chúng ta cũng không phải, ông Park cũng thừa hiểu rằng không thể nào chỉ khóa một người. Chính vì thế mà các tiền vệ trung tâm của chúng ta hiện tại ấy, thì nó cũng giống như là chúng ta làm như thế nào. Vậy thì thực ra thì các tiền vệ ở vị trí mỏ neo gồm có như là Tuấn Anh, thì Tuấn Anh chắc chắn sẽ là một trong những chốt chặn đáng tin cậy, và ở Đức Huy nữa. Đấy, chúng ta sẽ phòng ngự nhiều tầng, sau đó rồi mới đến các hậu vệ. Vì thế mà tôi nghĩ rằng ở trận tới để khóa được tất cả các cầu thủ ấy thì hàng tiền vệ của chúng ta sẽ phải hoạt động cật lực, phải hoạt động cật lực để khóa các ngòi nổ của UAE, chứ không riêng gì Lima đâu. Đấy, chính vì thế mà tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phòng ngự từ xa trước, sau đó rồi mới đến các hậu vệ. À, vâng, và vậy anh sẽ tự dự đoán tỷ số trận đấu ngày hôm nay sẽ như thế nào ạ? Chúng ta có thể dự đoán một tỷ số hòa không đều, nhưng cũng có thể là 1-0. Tôi ước mong là 1-0, bởi vì sao? Họ khát điểm, như ban đầu tôi đã nói là họ khát điểm mà, đúng không? Và họ rất muốn tràn lên. Thì khi họ tràn lên thì họ rơi vào cái điều mà chúng ta mong muốn, là chúng ta luôn luôn thắng đối phương bởi chúng ta bắt họ đánh theo ý mình. Đó, thì khi họ tràn lên thì đương nhiên là họ không thể nào làm tốt vai trò phòng ngự được. Bởi vì như ở trận lượt đi ấy, thì Tây Bắc đã khai thác triệt để được sự chậm chạp của bên đối phương, và chúng ta đã có tình huống ghi bàn ở một tình huống như vậy. Nhất là khi mà họ đang mong muốn một bàn thắng, họ tràn lên thì đương nhiên họ sẽ bị ở sườn. Thì tôi hy vọng là tỷ số 1-0. 1-0 hay là hòa? 1-0, tôi mong 1-0. 1-0 Việt Nam thắng đúng không ạ? Vâng, vâng. Tôi dự đoán là 1-0. Thảo Anna, em nghĩ sao? Em nhận định tỷ số trận đấu ngày hôm nay sẽ như nào? Em cũng dự đoán với tỷ số là 1-0. 1-0, nghiêng về Việt Nam. Okay. Thế thì anh em mình lại giống nhau à? Anh Tùng Dương, anh dự đoán tỷ số trận đấu ngày hôm nay như thế nào ạ? Tôi thì đương nhiên là chúng ta muốn đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng rồi. Và điều đó là điều rất hạnh phúc nếu như chúng ta có được cái điểm tối đa ở trong trận đấu này. Tuy nhiên thì tôi vẫn nghiêng về một kết quả hòa và có bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam, có thể là 1-1. Và với cái việc mà Tiến Linh hoặc là Công Phượng đều có duyên ghi bàn vào những đội bóng Tây Á, thì tôi hy vọng rằng là người ghi bàn sẽ là một là Tiến Linh, hai là Công Phượng. Vâng. Còn cá nhân Trâm cũng mong rằng đội tuyển Việt Nam với trận đấu cuối cùng ngày hôm nay thì sẽ có ít nhất một trận hòa có bàn thắng trên sân khách. Và cảm ơn bốn vị khách mời đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Chúc cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có một chiến thắng để viết tiếp những giấc mơ đi tới tham dự World Cup của đội tuyển Việt Nam. Và xin gửi lời cảm ơn tới bốn vị khách mời, và chúng ta sẽ cùng gửi lời chúc đến đội tuyển Việt Nam, đúng không ạ? Một slogan, anh Sĩ Tự sẽ gửi lời chúc gì đến đội tuyển Việt Nam ạ? Chúc cho đội tuyển Việt Nam của mình chiến thắng, và nếu như chúng ta đi tiếp ở vòng loại thứ 3 thì cũng mong là khán giả sẽ cổ vũ một cách có văn minh và thật vui vẻ ở nhà, đừng có tràn ra đường như chưa từng có dịch Covid. Vẫn còn đang rất nguy hiểm. Và tôi mong là chúng ta sẽ chiến thắng, và chúc đội tuyển Việt Nam của chúng ta tiếp bước trên con đường tham vọng dự World Cup của mình. Vâng, hôm nay chúng ta có hai người đẹp, hai người rất xinh đẹp ở đây ạ. Và Trâm cũng mong muốn rằng hai người đẹp sẽ gửi một lời chúc tới đội tuyển Việt Nam, và đặc biệt là tới những fan, những thần tượng của mình. Em Thảo Anna, em hãy gửi lời chúc đến đội tuyển Việt Nam đi ạ. Thì em gửi lời chúc đến đội tuyển của Việt Nam ta là sẽ cố gắng hết sức để mang lại cái kết quả tốt đẹp nhất cho Tổ quốc. Đơn giản và xúc tích. Còn Thanh Hà, em hãy gửi một lời chúc đến đội tuyển Việt Nam. Việt Nam ơi, tự tin và chiến thắng nhá. Cảm ơn Thanh Hà. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng có một lời chúc đến đội tuyển Việt Nam. Chúc cho đội tuyển Việt Nam quyết thắng, ok không ạ? Rồi. Việt Nam, xong chúng ta cùng hô quyết thắng. Xin được gửi lời chúc tới đội tuyển Việt Nam. Việt Nam quyết thắng.